Công an Long An, ADN của Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé ở tỉnh Thất Bồng Lai. Một cán bộ công an tỉnh Long An cũng cho biết trên tờ Công an Nhân dân, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân. Theo tờ Người Lao Động, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra ba tội danh xảy ra tại nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai, còn có tên Thiền Am bên bờ vũ trụ, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cụ thể gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, tội loạn luân. Cơ quan điều tra trước đó đã khởi tố vụ án, khám xét tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo báo Công an Nhân dân, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, quê An Giang, có hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố 3 tội danh như trên. Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Đức Hòa đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo tại tỉnh Thất Bồng Lai. Kể từ tháng 11 năm 2021 và đến ngày 4 tháng 1 năm 2022 thì khởi tố vụ án. Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Tờ này cho biết, một cán bộ công an tỉnh Long An cũng cho biết trên tờ Công an Nhân dân, bước đầu xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé được nuôi dưỡng ở tỉnh Thất Bồng Lai và mẹ của các bé cũng ở cùng. Hiện các tội danh trên của ông Vân đang được củng cố hồ sơ xử lý. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong tỉnh Thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý, tờ Công an Nhân dân đưa tin. Ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, quê An Giang, có hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, là người đứng đầu nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai từ năm 2015. Từ khi chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về đây sống cùng bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú ở xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Người đàn ông này tự xưng là thầy ông nội hay Đại Đức Thích Tâm Đức. Vào đúng 0 h ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Vân tuyên bố đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Theo tờ Thanh Niên, về việc đổi tên này, ông Vân khi đó nói, giờ thì nơi đây trở thành ngôi nhà mới mở rộng bao la, cần phải làm điều tốt cho tất cả mọi người. Tên cũ chấm dứt giây phút này, tên mới sẽ giúp mở rộng vòng tay hơn. Ông Vân còn cho rằng, mình chờ đợi năm mới công bố cho các con biết. Nhớ về nơi này, người tự nhận là sản phẩm loạn luân của ông Vân. Cách đây không lâu, Lê Thanh Minh Tùng đã công khai trên mạng xã hội những thông tin sốc về ông Lê Tùng Vân và tỉnh Thất Bồng Lai. Theo Vietnamnet, Tùng nói rằng anh là sản phẩm loạn luân của ông Vân và một người cận huyết, đồng thời tiết lộ mình từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm dẫn tới bị ám ảnh đòn roi. Ngày này qua tháng nọ là ông Lê Tùng Vân lôi ra đánh, bất kể ngày nào muốn đánh là lôi ra đập, vui buồn cũng kêu qua đập. Phạm một lỗi nhẹ như lỡ bể một cái ly cũng lôi ra đánh. Ông đánh mình đỉnh điểm nhất là năm lớp 8, lớp 9. Đau quá chịu không nổi mới bỏ nhà đi theo mấy thằng bụi đời. Lần là đi theo mấy đàn anh rồi dần dần dính tới pháp luật, đâm chém, cướp giật, Minh Tùng kể trên mạng xã hội. Nam thanh niên này quả quyết mình là con của ông Vân và nói sẵn sàng xét nghiệm. Với một điều kiện là phải xét nghiệm cả nhà, để sự thật được sáng tỏ. Tùng còn nói ông Lê Tùng Vân có nhiều mối quan hệ trai gái bất chính bên ngoài. Thời niên thiếu, tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và những cảnh trai gái của cha mình, đó là ông Vân. Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ. Trong lòng tôi lúc nào cũng nuôi lòng căm hận, muốn một ngày nào đó sẽ phản kháng lại, anh Lê Thanh Minh Tùng chia sẻ trên pháp luật bạn đọc. Thậm chí sau đó, phía tỉnh Thất Bồng Lai còn tuyên bố sẽ kiện Lê Thanh Minh Tùng ra tòa. Theo tờ pháp luật bạn đọc, ông Nhất Nguyên, người sống ở tỉnh Thất Bồng Lai, nói ông Lê Tùng Vân và người tên Minh Tùng không có bất cứ mối quan hệ nào. Liên quan tới bức ảnh mà ông Vân chụp chung trong đám cưới của Lê Thanh Minh Tùng được lan truyền, ông Nhất Nguyên nói, việc sư phụ Tùng Vân được mời đến chúc mừng cháu mình cũng là điều bình thường. Cô Năm, bà Lê Thanh Vân, chính là em ruột của thầy ông nội. Cậu dự tiệc hỷ của cháu là lẽ đương nhiên.